chào các bạn nha. Bữa nay mình với cô hai anh em đi gài chuột. Nhưng qua bên kinh tám bên đây nè, anh em đi gài có chuột không? Xin chào cả nhà nha, hai anh em mình đi gài chuột. cái té như trời. À, xuống đây cái hôm cái bao này lộng ngược lại ngon. Qua sông thôi các bạn ơi, qua mấy bên đây, mấy lúa bên đây này mình mới đặt được. Lúa này bữa hôm bữa có anh nhẹ rồi cũng có ăn. Xuống bắt chuột có chục cống rồi nè, nếu hôm nay xài lên xanh nữa rồi. Thấy giờ chứ khó lắm các bạn ơi, mình đi nãy giờ mình kiếm cái đường nó chạy mà nó khô quá, mình không có thấy cái đường nó chạy. Nó chạy á, mình thấy cái đường chạy là mình cầm cái bẻo này nè, mình cầm ngay cái đường nó để hồi nó bị lạc cái bằng rập của mình. Mình cầm lấy mình làm dấu, đây nè, đây có đường chuột chạy nè. Mình cầm mình làm dấu trước chút nữa mình quay trở lại mình đặt cái lò sau. Đi gì còn nắm con Nguyên nè. Đó, chưa có được cái nào đâu. Bà bình tĩnh nó chạy từ lừa đó, không có dấu đâu chạy. Giờ thì trời nó nắng quá nó chá, quay cái đường mòn con chuột chạy cho cả nhà mình không thấy. Để mình coi chỗ bóng mát mát mình thấy. Ở bên ngay chỗ này có cái gốc cà na nè. Để mình lại ngay gốc cà na này coi bóng mát. Không có đường mòn, mình quay cho cả nhà mình xem cái đường mòn nó mòn dữ lắm. Nè cả nhà mình thấy không, cái đường mòn đó nè. Bọn đường mòn nó từ đây nè. Dài qua đây nè. Giờ mình làm dấu cái này, chút nữa mình quay lại mình đặt cái rò ngay này nè. Nắng vô, nắng quá mình vô mình đục má các bạn. Đem vô hai cái bao bằng rạp mà cầm mới được có chục cái bẻo à. Giờ nghỉ mát chút nữa ra ra dài chục cái bẻo đó mình giờ cho hướng khác. Bìm bẹp cái yêu đi dí bìm bẹp đó mèo. Bẹp này chắc bìm bẹp bay nãy nè, cái yêu nãy nè. Đó nó bay vô rừng nữa. Ba vô rừng cả nhà, ba vô cây. Anh mèo anh cầm trước vậy, anh chút nữa quay là gài cả nhà. Mình không cầm cây á, lát nữa nó bị mắc bằng rập, mình quên á, là nhiều quá không nhớ. Nước quá đầy rồi đi không có nước theo. Ăn hàng khác còn giữ nó có mấy trái bự đó anh mèo, ngay tay anh lên á, cái tay bên kia kìa. Ta phải lên có mấy đó trái bự đó. Hả? Nè, được mớ cá na nè cả nhà ơi. Đây con mèo. Đây coi còn nữa. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Này ra thấy non quá trời luôn.
như đây trong các nước ăn hoặc sốt ruột chịu nổi. Nghĩ hả? Ừ. Anh em được mẹ được mấy trái cana nè cả nhà ơi. Giờ ăn. Mèo lấy có gì ăn không? Có gì đâu, giờ có nước chấm đất chứ. Mà có nhà hàng cana nha, chứ không có muối ớt. Đây. Vâng, giờ sống đâu cũng giỡn, theo có muối ớt ngon rồi. Nãy đam đem theo có gì ăn á. Vâng. Mà giờ không có giỡn nước, khát nước quá trời rồi nè. Có muối ớt luôn nè cả nhà ơi. Mình chấm muối ớt nha. Đấy ha. Xin mời cả nhà nha, ăn cana chua. Chết. Chua thiệt. Mà lớn lạ. Xin tái nữa, khát nước quá. Ăn này thì có nước đi về luôn rồi chứ, khát nước sao chịu nổi. Ừ, ngon. Được. Thấy mẹ không ăn mình thèm quá chị không nấu cả nhà ơi. Xin mời cả nhà nha. Nhìn rất là ngon luôn. Ngon quá nước hộp luôn. Trời ơi, chém hết luôn. Chém hết này tấu có chuột, chấm ngon luôn. Tao đem thang ra ngay chỗ gốc cây nè. Xăm chuột lên cái nướng chấm luôn. Ngon. Rồi. Không có nước uống chết à. Nếu bỏ xuống phải đi xe cũng đỡ qua cầu có đi chạy đỡ nó nước. Anh em ăn cana xong rồi. Giờ đi gài cả nhà ơi. Mắc mưa nữa nè. Nãy đang ăn cái mắc mưa. Chạy đục mưa mới chạy ra mới đi ra nè. Giờ cũng mưa rầm rầm, mưa nhỏ. Lần đầu tiên hai anh em đi gài chuột luôn. Chuyến này không biết thắng bại đây. Đây, cái này là anh mèo gài xong rồi nha cả nhà. À, cái bẹo này nè. Mục đích của mình á là mình làm dấu cái này để mình không có lạc mắc lờ. Cái thứ hai nữa là cái cây này mình cặm vô cái lờ đó. Cho mà khi con chuột nó chạy vô á là cái lờ mình nó không bị rớt. Nó không có bị tuột xuống dưới ruộng. Nhiều khi nó chạy tung mạnh cái tuột lăn xuống dưới ruộng đó. Nên mình cặm cái cây lại. Khi chuột nó tung vô là nó dính lại. Giờ thì mặt trời nó hết cá rồi, trời nó mát rồi cả nhà. Mình thấy đường mòn nè, cả nhà mình thấy không?
Đây, anh mèo gài thêm cái này là cái thứ ba rồi. Đây rồi. Thứ tư à. Này cái bàn đạp nhà này các bạn, nó đơn giản lắm. Này mình đặt khỏi cần màu gì, nó cái đường mòn nó chạy là nó chung vô là nó nhảy. Đây nè. Nó có cái lò xo dày. Đây là có cái móc. Đó, mình ngoài trên mình đè cái này xuống vậy nè, móc nó lại nè. Xuống dưới cái này có cái đầu, cái lưỡi gà ở dưới mới kèm lên. Thấy giờ chứ khó lắm. Chưa rành nghề. Đó, cái lưỡi gà nó chịu vậy đó. À, vậy nè cả nhà, vậy là mình khỏi mồi luôn. Vậy nè, cái đường mòn vậy cái nó chạy nó chung vô là nó dính. Chuyển mưa quá trời cả nhà ơi, hai anh em chắc mắc mưa quá, mây đen thui kìa, mưa bên đó đen thui, mưa qua kìa, gió quá gió luôn rồi. Trời mưa rồi cả nhà ơi, mưa xanh lét luôn rồi cả nhà ơi, anh em mình bữa nay được xu hưởng rồi. Hai anh em mắc mưa rồi. Ai nói vậy? Mưa tầm tã luôn cả nhà ơi, ướt máy hết rồi. Ráng lấy nón che luôn. Thôi giờ mình cài xong rồi mình về rồi nha ơi. Trời mưa tới rồi, mưa lớn lắm. Thì còn chưa gọi mấy cái con rập mình sẵn về. Đi, anh em mình về thôi. Yeah. Đợi cả nhà mình đợi chiều anh em mình đi thăm nha. Rồi chá dữ rồi. Rồi, đi. Thôi giờ 7 giờ mấy rồi bạn ơi, mình anh em tôi mình với cô đi thăm chuột nè. Rồi về chá quá, xuống ghe lật mặt té ghe. Giờ anh em đi thăm cả nhà ơi. Chân mèo đen rớt nước nha. Trời mưa ghen trơn cả nhà. Vậy chứ quay không thấy. Thăm chuột mà sao chim nó gì rọi trên cây không. Rồi hai anh em đi tới chỗ rồi cả nhà. Nhìn cái đầu tiên kênh mèo. Trong không? Một cái. Nghe hồng hứng rồi đó. Đâu hết rồi, thấy một ngập rồi. Không lẽ chiều đi. Đặt rồi về ai cuốn. Đây cái này không có luôn. Nè một con nè. Đây dính được một em rồi cả nhà ơi. Ngay. Rồi coi. Ngon ngon. Một em. Rồi giờ tiếp tục đi thăm nữa cả nhà ơi. Bài con gì nó bay quá trời luôn. Bốm bốm thanh mèo. Trời ơi bay đặc luôn. Chiều mình đi gài không thấy đó. Mình giờ quá trời rồi. Đang con đi lua chứ. Thay đèn
Đây, dính được một con nữa cả nhà ơi. Ôi, ở sau lưng chạy anh mèo ơi. Đập hả? Ừ. Đập chưa? Đây, dính được một em nữa cả nhà ơi. Được ba em mà nè, anh mèo làm sảy hết em rồi. Được ba em này sảy nữa. Cái gì vậy? Cái này mà về sảy nữa là lâu chút nữa là cắt á. Chia đôi nha. Phần đó của ông á. Đắt nó mất phần á. Hai con này của chừng của tao hết mày, không có con nào hết. Lấy vậy. Đặt lại cả nha. Lên cho cả đường không qua trải đầu rồi, trải đầu luôn. Ừ. Cây á. Đặt đặt đường đường đi giờ đặt đường về hả? Đây. Dính một con khổng lồ nữa cả nhà. To. Quay quay cạnh ngơ vô con mèo. Đây. Quá bự. Chuột gặp mèo rồi. Cẩn thận đấy. Đây, dính được một em nữa cả nhà ơi. Một em nữa đây. Em này coi bộ trọng nè. Chuột này mập mập không? Ngon ha. Làm món gì đem nào? Rồi giờ nướng đi. Nướng hả? Chị Tâu nữa làm gì? Hấp mẹ, luộc mẹ. Thấy bọn luộc mẹ ngon hơn. Luộc mẹ thì luộc. Một em nữa các bạn ơi. Ôi, giờ chín chục bự không? Đâu đã câu con chuột. Quá ngon. Ô, chuột. Rụt rụt con. Cẩn thận nha mèo, để sẵn nữa nha mèo. Một em nữa, bự nữa hết mèo. Trời ơi. Con nào nãy mập thấy ghê luôn. Vô đó gặp bạn anh cái vui chứ. Túc. Vui. Về gặp mẹ mày ngon mày vui lắm. Dính nữa anh mèo. Một con nữa nè. Trúng mùa rồi cả nhà. Ủa. Ơi. Hai anh em mới ra, ra đi đặt chuột lần đầu tiên luôn á. Mới ra nghề. Như là trúng rồi. Để ra cái đầu tiên cái tính luôn. Quên tôi về khỏi gì vậy? Cái bà đầu tiên. Sao bà đầu tiên tính đâu thắt kìa chứ. Xả bằng rập cái đó mà không biết. Xả. Xả luôn rồi. Quá trời người đặt không mấy chục cái của cái bờ đó. Rồi về cái nhà ơi, được mớ rồi. Mình thăm xong rồi cái nhà ơi. Nhà được yêu ai chuột này. Chắc cũng được cái mấy á. Mấy con á. Để chút nữa về trển về nhà rồi mình bắt cho các bạn coi ha. Mình tâm xong tâm bây giờ mình về. Rồi, về thôi.